Rồi làm gì? Tự nhiên la. Chui vô kia đi. Hello, xin chào mọi người. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review một cuốn sổ planner Hàn Quốc năm 2024. Thì thật ra là mình cũng không có tính mua đâu, nhưng mà tại vì lâu lắm rồi mình mới vào cái trang web đó, thì vừa vào thì lại nó có event 1 tặng 1, và thế là mình mới order luôn. Mà tại vì mình cũng không có hiểu cái event 1 tặng 1 đó là mình có chắc chắn là được tặng hay không, hay là 100 đơn order đầu tiên như thế nào đó, thì mình cho nên mình cứ order thôi. Sau này thì mình sẽ không có muốn order đồ của Hàn Quốc lắm, tại vì lịch với lại planner thì rất là đẹp, rất là ok, rất là hợp style mình luôn. Nhưng mà cái tuần của nó thường nó bắt đầu bằng chủ nhật á, thì nó không có hợp với cái planning của mình. Thật ra nó có rất là nhiều màu đẹp ấy, nhưng mà lạ nữa, nhưng mà mình lại chọn màu trắng. Tại vì mấy màu kia thì ở Việt Nam cũng sẽ có. Ví dụ mình cũng không biết chọn màu gì, mình chọn màu trắng. Chết rồi, mua xong thấy màu trắng nó bình thường quá mọi người ơi. Tôi nên chọn cái màu như màu xanh hay là light blue cho nó lạ. Vậy mình được có một, mình cũng mua cái này khoảng 5.000 won là 100.000 á. Và nó sẽ là kiểu quickly như thế này. Nó sẽ có những cái màu như light blue hoặc là green. Mình thấy có một số brand ở Việt Nam cũng làm những màu đó. Cái nhiều màu đẹp cũng không biết chọn màu nào. Thật ra mình thích màu. Oh, oh my gosh, mình được tặng. Really? Really? Trời, sao nó không tặng cho tôi một khác trời. Đáng lẽ tôi chọn. Tự nhiên có hai cuốn sổ mọi người ơi. Xinh quá. Cái bìa này thì là bìa da. Cái giấy này là giấy giống y chang giấy vẽ màu nước luôn. Dày. Yearly plan nè. Oh my gosh, một tuần cũng bắt đầu bằng chủ nhật. Thiệt cái tình. Trong cái phần mà quickly á, hôm bữa mình đã xem sơ qua rồi á, thì nó lại bắt đầu phần thứ hai thì mình thấy ok. 3, 4 thì nó sẽ có một cái phần khoảng trống ở đây, và một cái có dòng kẻ. Mình thì thích khoảng trống hơn, nhưng mà có dòng kẻ thì cũng ok. Ở đây sẽ có những cái, mình nghĩ là sẽ có những cái đề mục để cho plan, goal hoặc là to do list, và mình sẽ ghi các chi tiết công việc ở phần dưới này. Thì nó sẽ là từng tuần như vậy luôn, 52 tuần cho đến cái này thì chắc mình nghĩ là để đánh dấu trang. Và bên này sẽ là cái phần caro, mình nghĩ là để sketch hoặc là ghi chú gì đó đối với những người mà hay vẽ hay là hay. Và nó sẽ có kèm cho mình cái sticker như vậy. Về chất liệu thì mình nghĩ là cái này nó dùng dạng matte mà nhìn rất là dễ thương. Ok. Rách cái màn nha. Weekly calendar của Life Work. Mình nghĩ là cuốn lịch này mục đích là trang trí là nhiều. Nó rất là nhỏ luôn á. Nó mỏng lét không? Nó nhỏ xíu không? Và nó sẽ kiểu là để như vậy. Mình lựa cuốn này mình ok là đây là một trong những hiếm hoi là cái chủ nhật nằm ở cuối tuần nha. Cũng bắt đầu bằng thứ hai, rất là ok luôn. Cái này thì nó chỉ có công dụng vậy thôi đó. Nhìn cho nó đẹp quá mà. Thật ra mình sẽ tự in được á. À, nhưng mà thật ra mình không có kiếm được cái đế này. Thử. Oh yes we can. Calendar. Oh,